Captain Bear và chương trình giải 35 đề thi tiếng Anh vào lớp 10 thương chào các bạn nhỏ. Quyển sách này của Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên rất là hay. Hôm nay mình bắt đầu test 1 nha. Rồi, câu số 1 tới câu số 3 liên quan tới phát âm ha, thì mình phải đọc nè. Meaning là âm y, reason âm y, feature âm y. Chỉ có câu D là pleasant là âm E, cho nên nó khác với ba cái còn lại, nên mình chọn đáp án câu số 1 là câu D nha. Đọc lại nào. Meaning, reason, feature, pleasant. Khác ha. Câu số 2, chữ CH này mình đọc là champagne. Câu B mình đọc là choice, exchange, children. Vậy thì nếu như mà mình không có biết, mình không biết đọc thì đúng là làm mấy cái này là sai rồi. Nhưng mà mình có thể kiểm tra bằng cách là dựa vô từ điển. Ví dụ mình đánh cái chữ mình không biết đọc đi. Rồi bây giờ mình học làm sao để mình tiến bộ, đó là mình dựa vô từ điển ha. Từ điển nè, mình sẽ thấy là choice, chữ tờ với chữ sờ này nè, tạo thành âm chờ. Như vậy thì mình click vô trong cái loa này nè, nó sẽ đọc cho mình. Những bạn nào mà yếu về phần phát âm á, thì đừng có sợ ha, cứ dựa vô từ điển dictionary.cambridge.org này. Cho nên chữ choice này là âm chờ ha. Coi lại nè. Choice âm chờ, exchange âm chờ, children âm chờ. Chỉ có câu A này nè, nó là âm sờ ha, âm sờ cong lưỡi, champagne. Cho nên đáp án mình sẽ chọn là câu A. Dễ không? Câu số 3, deny âm I nè, A-E-I nè, deny, study, âm Y, typical, âm Y, pretty, âm Y luôn. Vậy thì đáp án sẽ chọn là câu A ha, deny, nó đọc âm I, nó khác với ba cái từ còn lại là đọc là âm Y, study, typical, pretty. Rồi, câu thứ 4 với câu thứ 5 là liên quan tới dấu nhấn. Vậy từ điển đọc sao, nhấn sao là mình phải bắt chước như vậy ha. Thí dụ, câu 4A đọc là earthquake, tức là nhấn vào âm thứ nhất nè. Câu B, energy, âm thứ nhất luôn. Câu D, damage, âm thứ nhất luôn. Chỉ có cái câu C này đọc là extensive, tức là nó nhấn vô cái âm thứ hai. Extensive, nhấn vào âm thứ hai. Cho nên đáp án của mình sẽ là câu C nha. Nó nhấn vào âm thứ hai, khác với ba từ còn lại nhấn vào âm thứ nhất. Câu số 5, câu A, sometimes, nhấn vào âm thứ nhất nè. Student, nhấn vào âm thứ nhất luôn. Interesting, nhấn âm thứ nhất luôn. Đa số các bạn đọc là interesting là sai ha. Đọc là interesting, cho nên nhấn âm thứ nhất. Chỉ có câu B là reduction, là nhấn vào âm thứ hai. Mình đọc là reduction, nhấn vào âm thứ hai. Cho nên đáp án của mình sẽ chọn là câu B nha. Nó khác với cái ba từ còn lại nhấn vào âm thứ nhất. Và một cái mẹo nữa là, để ý cho cô, cái gốc sần này nè, là nó sẽ nhấn, từ nào mà có cái gốc sần thì nó sẽ nhấn âm trước nó. Dễ không? Rồi câu số 6, mình cứ thấy có ngày nè ha, ngày 10 tháng 7, hễ mà có ngày thì mình sẽ chọn on nha. Cho nên đáp án của câu số 6 của mình sẽ là câu B. Nhớ có tháng không á thì là in, nhưng mà hễ có ngày, ngày tháng năm thì chỉ tính ngày thôi ha, là dùng on cho cô nha. The final examination will be held on July 10th, 2018 nha. Sửa lại là 2018, thì vì sách này nó xuất bản lâu quá rồi cho nên ở đây dùng tương lai nè. Bài thi cuối khóa sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 7 năm 2018, cũng không được, năm 2028 đi ha. Rồi câu số 8 mình sẽ chọn đáp án là câu B nha. Up, hai từ đi chung với nhau ha. Show up có nghĩa là xuất hiện. Vậy thì 16 people showed up for the volleyball training session, có nghĩa là 16 người đã xuất hiện cho cái buổi huấn luyện bóng chuyền. Nhớ cái gì đi chung với nhau thì mình tập mình khoanh lại nha. Câu số 9, in spite of với lại even though, mình đều dịch là mặc dù hết. However thì mình dịch là tuy nhiên, because thì dịch là bởi vì. Vậy thì ở đây mình thấy however
thì nó phải đi với dấu phẩy. Ở đây không có dấu phẩy gì hết, cho nên mình loại nè. Như vậy còn lại ABC thì mình phải dựa vô nghĩa. Vậy cái nghĩa của nó là mặc dù she was an hour late, mặc dù cô ta trễ một tiếng đồng hồ, nhưng mà cô ta she didn't apologize, cô ta lại không xin lỗi. Như vậy đáp án của mình dựa vô nghĩa thì mình không thể bởi vì được, cho nên chỉ còn có câu A với câu B in spite of với lại even though vào vòng chung kết, bởi vì hai cái này đều mang nghĩa là mặc dù. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án nào đây? Mình sẽ chọn đáp án là câu B ha. Even though she was an hour late, she didn't apologize. Mặc dù cổ trễ một tiếng nhưng mà cổ không xin lỗi. Vậy tại sao mình chọn even though mà mình không chọn in spite of? Là bởi vì even though nó cộng với SV. She was là chủ ngữ động từ là SV nè. Còn in spite of, mình nhớ là of nó gọi là giới từ. In, on, at, of nó gọi là giới từ. Thì giới từ nó không đi với lại SV, chủ ngữ động từ được. Giới từ nó chỉ đi với lại verb in hoặc danh từ thôi. Cho nên, nói lại, in spite of với lại even though đều mang nghĩa là mặc dù. Nhưng in spite of này nó cộng với lại verb in hoặc danh từ. Còn even though này nó cộng với lại SV, tức là chủ ngữ động từ. Câu số 10, mình dịch nghĩa ha, là chữ yet dịch là chưa. Như vậy, họ chưa có phát triển được cái vaccine cho bệnh S. Như vậy, yet dịch đúng nghĩa, cho nên câu A với câu B vô dòng chung kết. Còn chữ already mình dịch là rồi, thì dịch nghĩa nó kỳ ở chỗ là họ không phát triển rồi cái vaccine cho bệnh S. Nghe nó sai về nghĩa rồi, cho nên mình loại câu C với câu D. Chỉ có chữ yet có nghĩa là chưa, họ chưa có phát triển được cái vaccine cho bệnh S. Cho nên A, B vô dòng chung kết. Vậy thì mình nhớ vị trí của chữ yet. Chữ yet nó hoặc là nó nằm ở cuối câu là they haven't developed an AIDS vaccine yet. Cách thứ hai là nó nằm ở giữa have và verb 3. Cho nên đáp án của câu số 10 của mình sẽ là câu A nha. They haven't yet developed an AIDS vaccine. Nói lại, chữ yet nó nằm ở cái vị trí là ở giữa have và verb 3. Hoặc là chữ yet nó phải nằm ở cuối câu. Cho nên câu B mình không chọn được nha. Câu số 11. People do exercise. Người ta tập thể dục để giữ cho cơ thể cân đối. Như vậy, cô nói, ráng nhớ cho cô chữ to ha, mình dịch. Thường mình dịch ba nghĩa để, phải, khi. Như vậy, đáp án của mình sẽ là câu A. People do exercise to keep fit. Người ta tập thể dục để giữ cho thân hình cân đối, để có thân hình cân đối. Câu số 11. A person that you make friends with by writing letter is called. Một người mà bạn kết bạn bằng cách viết thư thì người đó gọi là gì? Vậy thì đáp án của mình sẽ là câu D ha. Is called a pen pal. Một người bạn quen qua thư từ. Vậy thì mình có một cái mẹo đó là writing là viết. Viết thư thì cần cái bút, cho nên pen là cái bút nè. Nên mình chọn đáp án là câu D nha. Một người mà bạn kết bạn qua bằng cách là viết thư cho nhau thì gọi là pen pal, một người bạn quen qua thư từ. Câu số 13. Dựa vô nghĩa mình sẽ chọn là câu A nha, as if. As if mình sẽ dịch là như thể là, as if với lại as though á, dịch là như thể là. You look so depressed, trông bạn buồn quá vậy. You look as if, bạn trông như thể là. You didn't have a friend in the world, bạn không có một người bạn nào trên thế giới này cả. Nói lại, as if, as though, dịch là như thể là. Câu số 14, mình sẽ chọn đáp án là câu D nha. Time consuming, có nghĩa là tốn thời gian. Most parents think chatting on the internet is time consuming. Hầu hết cha mẹ nghĩ là chat chít trên internet là tốn thời gian. Vậy thì ba chữ còn lại, tập dò từ điển cho quen đi ha. Cho quen là tại sao không chọn ba chữ còn lại, bởi vì cái nghĩa của nó đó. Thí dụ như là time release có nghĩa là thuốc mà dùng cho thuốc ha, thuốc có tác dụng chậm trong ngày.
Quên, cô nói là mấy bạn tự dò từ điển mà cô nói luôn rồi. Cho nên hai từ còn lại dò thử coi tại sao không dùng những từ còn lại mà dùng cái này nha. Thứ nhất là dựa vô nghĩa đó, cho nên tập dò đi. Câu thứ 15. It really annoys me when people forget. Ba chấm thank you là tôi thật sự bực mình khi người ta quên nói cảm ơn. Vậy thì cái forget này nó sẽ cộng với lời to vấp 1 ha. Nên đáp án của mình sẽ là câu A. Forget to say thank you. Thật bực mình khi người ta quên nói cảm ơn. Câu số 16. Đây gọi là câu hỏi đuôi. Don't stay up late. Đừng có thức khuya, được không? Vậy thì cô sẽ ôn một chút xíu về dạng câu hỏi đuôi này cho các bạn nha. Vậy thì câu hỏi đuôi là gì ha? Nhớ chữ đuôi này là u o i u á, đuôi tức là ở phía cuối á. Tên tiếng Anh của cái ngữ pháp này nó là tag questions, câu hỏi đuôi. Vậy thì tiếng Việt của mình cũng có luôn ha. Ví dụ câu này: bạn biết tôi thích bạn mà, đúng không? Vậy thì cái vế đầu là mình nói bình thường nè, cái vế đuôi, cái khúc đuôi, khúc cuối câu mình mới lên giọng, mình hỏi. Như vậy tiếng Việt mình cũng có câu hỏi đuôi, cho nên dễ hiểu quá đúng không? Vậy thì bây giờ sang tiếng Anh. Vậy bản chất của câu hỏi đuôi là gì? Siêu dễ luôn. Đó là phía trước có not thì phía sau không có. Phía trước không có thì phía sau có. Ví dụ như you are Captain Bear, aren't you? Bạn là cô Captain Bear, đúng không? Vậy thấy ở phía trước là are, ở sau là aren't. You aren't Captain Bear, are you? Bạn không phải là cô Captain Bear, đúng không? Phía trước là aren't, có not rồi nè. Phía sau không có not nữa. Dễ ha? Đây là cái cơ bản của câu hỏi đuôi. Còn một số cái gọi là ngoại lệ. Đó chính là cái câu số 16 của mình là ngoại lệ nè. Don't stay up late. Đừng có thức khuya nha. Vậy thì don't đứng ở đầu câu này gọi là mệnh lệnh phủ định. Thì đối với những câu mệnh lệnh phủ định này thì cái khúc đuôi của nó mình phải học thuộc lòng. Nó cố định luôn là will you? Đừng có thức khuya nữa, được không? Nhớ ha. Nói lại, đây là một dạng câu hỏi đuôi mà đặc biệt phải học thuộc lòng. Bởi vì phía trước của nó là mệnh lệnh phủ định, có chữ don't đứng ở đầu câu nè. Thì phía sau khúc hỏi đuôi của nó phải là will you. Rồi câu số 17 liên quan tới cái điểm ngữ pháp rất lớn, đó là mệnh đề if. Nó có 5 loại if lận, cho nên bạn nào mà chưa có học qua đó thì phải chịu khó là xem cái clip cô ghi là 5 loại if á. Nghe giảng rồi ghi chú đầy đủ thì đây là if loại 2 nè. If I were in charge, nếu như mà tôi là cái người mà chịu trách nhiệm á, tôi là cái người làm cái việc đó đó, thì I would do things differently. Tôi sẽ làm những cái việc đó một cách khác biệt. Vậy đây là if loại 2. If verb 2, vế còn lại would verb 1. If I were này chính là verb 2 nè. Thì vế còn lại phải would verb 1. Vậy đây là công thức mình phải học thuộc lòng nha. Câu số 18. Would you mind if I ba chấm a friend to the party? Would you mind if I, mình dịch là bạn có phiền nếu tôi dẫn một người bạn tới bữa tiệc không? Vậy thì công thức học thuộc lòng luôn. Would you mind if I cộng với lại verb 2. Cho nên bring là verb 1, brought là verb 2. Nên đáp án của mình sẽ là câu C nha. Dịch đọc lại. Would you mind if I cộng verb 2. Dịch là bạn có phiền nếu tôi. Sẵn tiện thì mình phải biết luôn bốn công thức này ha. Would you mind, nếu mà nó không có cái if I á, thì would you mind với do you mind này là mình dịch là bạn có phiền, thì mình phải cộng với lại verb in. Nhưng nếu would you mind if I thì phải cộng verb 2, và do you mind if I thì phải cộng với lại verb 1. Vậy bốn công thức này phải học thuộc lòng thôi ha. Dễ hơn mấy công thức của toán lý hóa đúng không nào? Nên cô nói những bạn nào mà học xong ngữ pháp lớp 9 rồi đó thì hoàn toàn có thể nhào vô giải đề thi đại học nha. Câu số 19. My father stopped cái gì đó 2 years ago. Ba tôi ngưng hút thuốc cách đây 2 năm. Vậy thì khi ngưng hẳn, bỏ hẳn cái gì đó thì mình sẽ dùng stop cộng với lời verb in. Nên đáp án câu số 19 của mình sẽ là câu C nha. Ba tôi ngưng hút thuốc cách đây 2 năm. Nói lại stop mà cộng với lời verb in thì dịch là ngưng hẳn, bỏ cái đó luôn. Còn nhớ cho cô, mình cũng có stop đi với to. Nhưng mà
stop to mình dịch là ngưng lại để. Ví dụ như một cái test khác á, mình sẽ có stop cộng với to, đó là mình dịch nghĩa là tôi đang chạy xe thì phải ngưng lại để mà đổ xăng. Cho nên khi nào mình dịch ngưng lại để làm gì đó thì mình mới dùng to verb 1. Hiểu ý không? Câu số 20 siêu dễ, mình chỉ cần dịch nghĩa ra you got the first prize, congratulations. Ồ, bạn đạt giải nhất, chúc mừng bạn nha. Thì khi mà nghe người ta congratulations, người ta chúc mừng mình, thì mình đáp lễ lại là cảm ơn nha, thanks a lot. Cho nên đáp án của mình sẽ là câu D. Nhớ cho cô một điểm nữa là cái chữ congratulations này nó phải có S à, và dấu chấm cảm nè. Đa số mấy bạn viết trên Facebook cô thấy là viết thiếu cái chữ S này nha. Rồi hôm nay mình ngưng ở đây nha. Bữa tới cô sẽ giải tiếp từ câu 21 tới câu 30 nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.